Con trai Trang Nemo ôm hôn tạm biệt mẹ trước ngày đi tù, nói một câu ngây thơ khiến ai nấy đều xót xa. Trang Nemo được con trai chưa đầy 3 tuổi ôm hôn sau khi kháng cáo thất bại, vẫn nhận án 9 tháng tù. Một câu nói ngây thơ khiến ai nấy đều ngậm ngùi xót thương. Mới đây, ngày 8 tháng 9, phiên tòa kháng cáo của Trang Nemo thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ở phiên tòa sơ thẩm trước đó vào ngày 16 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trang Nemo và hai bị cáo Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương mức án 9 tháng tù, bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Trang Nemo sau đó đã tiến hành kháng cáo vì mong muốn được hưởng án treo, tuy nhiên kết quả thất bại. Sau khi trở về từ phiên tòa, Trang Nemo bất ngờ đăng tải đoạn clip được con trai ôm hôn sau khi kháng cáo không thành công vẫn nhận y 9 tháng tù gây chú ý. Cụ thể trong video, con trai nhỏ của Trang Nemo hồn nhiên không hề biết mẹ đối mặt với mức án tù 9 tháng. Cậu bé ngây thơ tay cầm bình sữa và nói con yêu mẹ rất nhiều, sau đó còn quay sang ôm người mẹ hot girl và thốt lên câu con yêu mẹ nhiều lắm. Đứa bé đâu biết được từ nay em phải xa mẹ một thời gian, một khoảng thời gian mà em cần có mẹ hơn hết thảy. Bên dưới đoạn video, nhiều người không thích Trang Nemo nhưng khi nghe lời gan ruột của cậu con trai, ai nấy đều ngậm ngùi xót thương. Trong vụ việc của Trang Nemo, nhiều người sẽ phán xét ai là người đúng, ai là người sai và nhiều người cho rằng Trang Nemo có tội nhưng không đáng đi tù. Nhưng hãy nên nhớ một điều, trẻ con mới chính là những đứa trẻ không có tội tình gì cả. Cuối cùng đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ xa mẹ. Bản thân những đứa trẻ vốn không có tội, chúng vẫn cần vòng tay của người mẹ trên những bước đi chập chững đầu đời. Những sự mất mát ấy trong bất kỳ trường hợp nào cũng không đáng có. Trong hoàn cảnh tù tội thì càng đau lòng hơn. Trước đó trong phiên tòa phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng diễn ra sáng ngày 8 tháng 9, Trang Nemo trình bày kháng cáo xin hưởng án treo vì mức án 9 tháng tù giam là quá nặng. Bị cáo có con nhỏ và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Bác của bị cáo là chiến sĩ đã mất trong kháng chiến, bà ngoại là mẹ Việt Nam anh hùng và đứng đây đã là bài học cho bị cáo. Bị cáo Trang trình bày, dẫn tin từ báo Thanh Niên, qua quá trình xem xét, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định rằng tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội và đúng pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng bác kháng cáo của người liên quan là chị Phạm Lệ Khanh khi chị kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét xử lý Trang Nemo và đồng phạm thêm hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi phiên xét xử kết thúc, nhiều người đang tò mò về việc liệu Trang Nemo sẽ bắt đầu thi hành án như thế nào. Theo điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù, trong đó có quy định phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tức dưới 3 tuổi thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn thực hiện hành vi phạm tội mới thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của bộ luật này. Đối chiếu với trường hợp của Trang Nemo, hiện tại cô đang nuôi một con nhỏ, em bé chào đời vào cuối tháng 10 năm 2020. Chính vì vậy, nếu xét theo tháng tuổi, đến cuối tháng 10 năm 2023, con trai của Trang Nemo sẽ được 3 tuổi, tức là còn khoảng 2 tháng nữa em bé sẽ tròn 36 tháng tuổi. Theo quy định, Trang Nemo có thể hoãn thi hành án phạt tù đến cuối tháng 10 năm 2023 khi con trai đủ 36 tháng tuổi. Nếu theo đúng quy định này và không có những kháng cáo tiếp theo, với thời gian 9 tháng tù giam, Trang Nemo sẽ thi hành án từ cuối tháng 10 năm 2023 đến khoảng cuối tháng 7 năm 2024. Trang Nemo bị xử phạt 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc bán hàng online với chị Trần Nguyễn Trà My. Đôi bên hẹn gặp ở cửa hàng của Trang Nemo tại quận 1, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16 tháng 1 năm 2022, Trà My cùng chị Phạm Lệ Khanh và Trần Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang Nemo để nói chuyện. Tại đây My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu hai cô gái này đi về thì xảy ra tranh cãi với Trang Nemo. Trong lúc cãi vã, đôi bên xảy ra ẩu đả, nhiều người tại cửa hàng tham gia đánh Khanh. Sự việc được livestream trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, đồng thời gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường phía trước cửa hàng của Trang Nemo ở quận 1. Lực lượng chức năng phải đến giải tán đám đông. Chị Phạm Lệ Khanh sau đó kiện Trang Nemo và các đồng phạm ra tòa vì hành vi gây thương tích cho mình.